Vâng, Tường cũng nghe đọc chung em. Xin gửi lời chào đến tất cả các anh các chị đang theo dõi video này của chúng em. Hôm nay Tường cũng nghe đọc chung em đưa lên một tác phẩm cụ thần tài Di Lặc, chất liệu gỗ hương ta. Vâng, chất liệu gỗ hương ta. Vâng, đục rất là nhiều cái tiểu cảnh nha bác nhá. Có chiếc quạt này, chiếc quạt rất to này, vai cụ thì vác một cành đào tiên, quả cũng rất là to. Một cành đào tiên này, một cũng lại một cành hoa đào nữa này, vừa có quả đào này, vừa hoa đào này. Rất là ý nghĩa này. Bên dưới thì có một cụ thiềm thừ đang nhả đồng tiền vàng ra cho mọi người. Có cả các chú Ngũ Phúc nhá. Ngũ Phúc đang mang tiền, cầm tiền theo cho thần tài này. Tác phẩm này chiều cao thì là 99, chiều ngang 76 và chiều sâu là 79. Bên em giao lưu tác phẩm này với các bác với giá chỉ có 14.500.000 thôi. Vâng, 14.500.000 là bên em đã bao ship toàn quốc rồi các bác nhé. Các bác cứ việc nhấc máy lên với số điện thoại hotline quen thuộc 0987 336 318 hoặc 0966 336 318 liên hệ với bên em để chốt những tác phẩm hay, đẹp, ý nghĩa. Và đây một tác phẩm em xin quay gần lại cho các bác này. Thần thái của cụ thì rất là hoan hỷ này. Chất liệu gỗ hương thì khỏi phải bàn rồi. Rất là đẹp và rất là già và đều màu như các bác nhé. Đây, quả đào này, mang 5 quả đào tiên trên vai cụ này. Và con rơi thì đang nhả những xây sâu tiền ra cho gia chủ này. Đấy, cánh quạt thì là có ít ít nu nhá bác nhá. Quạt thì có điểm nu này. Đấy, quạt thì có điểm nu này. Hoa đào đục rất là kênh bong này, rất chi là mềm mại này. Đấy, đẹp từng cái khe kẽ đến tận nhụy nhị của bông hoa luôn. Đấy, bên vai cụ thì vác một cành đào. Ở thân cành đào thì cũng là rất là to. Và sâu tiền của chú bé này mang một sâu tiền vàng tài lộc đến cho gia đình chúng ta. Vâng, chiều cao tác phẩm là 99 này, ngang 76 và chiều sâu là 79. Vâng, giá chỉ có 14.500.000 thôi. Quá rẻ. Đã rẻ bên em lại còn bao ship đấy chứ. Ôi trời ơi. Phải nói là một tác phẩm rất là hay, rất là ý nghĩa này, mang lại chiêu hút tài lộc cho gia đình nhà mình này. Đây bên dưới này là cụ đang ngồi trên một núi vàng này, rất là nhiều vàng nhá. Đây một bao vàng này. Đấy, một bao vàng này là vàng thầu hẳn cả ra miệng bao luôn này. Đấy. Toàn ra miệng bao. Cụ thiềm thừ cũng đang nhả những đồng tiền vàng tài lộc may mắn đến cho gia chủ nhà nào hữu duyên với tác phẩm cụ thần tài chất liệu gỗ hương này. Đấy, bên em giao lưu với tác phẩm này cho các bác là chỉ có 14.500.000 thôi, đã bao ship rồi. Bên em ship toàn quốc nhá. Đấy, rất nhiều đồng tiền vàng này, các cái khối vàng vàng thỏi này. Đấy, bên em đục rất chi là tỉ mỉ này, chi tiết đến từng móng chân của cụ đây. Đấy, chiếc tà áo của cụ thì cũng rất chi là mềm mại. Gỗ thì vân veo thì phải nói là đỉnh rồi, đẳng cấp của đẳng cấp rồi. Đấy, em xin phép quay lại về đằng sau, bên em đục tứ diện cho các bác nhé. Đấy, đến đằng sau này. Đấy, chất liệu gỗ hương thì đấy, nó có điểm nu ở đây nhé, cái quạt này có nu này. Đấy, đằng sau là một cái gốc cây nhá, gốc cây rất già. Gốc cây này ở dưới lòng đất ước tính được khoảng 150 đến 200 năm bác nhá. 150 đến 200 năm thì bên em mới khai thác lên để chế tác ra cái tác phẩm đẹp như này, nhìn rất là ưng ý. Và cụ nào mà về được với nhà nào thì mang lại nhiều tài lộc cho nhà đấy, nhiều lắm ấy. Vâng, địa chỉ quen thuộc của chúng em thì là ở quốc lộ 38 Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Số điện thoại hotline quen thuộc 0966 336 318 hoặc 0987 336 318. Em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bác tại video lần sau. Vâng, chào tạm biệt các bác.